Này Hương ơi, Cái em gì không đấy? nghĩ là em mua cái áo phông như thế này. Đây này, em mặc này, đẹp không? Đẹp. 49.000. Cái gì cơ? Bao nhiêu? 49.000. 49.000 á? Giật mình chứ eo ơi này. Mà chị nhìn thấy em mặc dáng đẹp không? Mặc Vừa đi đẹp mà. nhận ship thêm hai Nhưng cái xem nữa. cái chất nó có ra cái hồn gì Thì không. điểm sao ấy, chất nó phải đẹp đấy mới mua, chất thun tăm này đẹp không? Chất này có giãn mặc ma đấy. Mà co giãn như thế này cơ mà, thấy chưa? Mà chị nhìn này, chị em mặc lên nhá, nó che được cái bụng của em chứ bình thường bụng em to vãi chưởng à. Thấy chưa? Mà thả áo xuống có thấy bụng đâu? Cái dáng này nó dáng kiểu xuông xuông thụng thụng nhở, Mà mặc dáng dễ kiểu chịu. đuôi tôm ấy, đấy, đang che năm nay đấy. Được được Mà được, cổ là cổ polo như này á, nhìn mặc lên nó gọi là cái kiểu gì nhỉ? lịch sự Lịch sự này. không? Lịch sự mà mặc đi học đi làm đi chơi đi đâu để được còn Đẹp gì. thực sự, mà mặc quần short, quần dài, quần ngố hay chân váy đều đẹp nhỉ? Đúng chuẩn luôn, Eo mặc ơi cái thực này dễ sự chịu. luôn ý, rẻ ơi là rẻ. Thế nhưng mà mày mua ở cái chỗ nào mà sao nó rẻ thế nhở? Chị cũng thích mua à? Thế em chỉ cho nhá, Hay vào là cái giỏ. để lại cho tao một cái kia. Không không không, lên giỏ hàng màu vàng góc trái màn hình, bấm vào đây mà mua, người ta làm sai 95 cân cơ. Này Hương ơi, Cái em gì không đấy? nghĩ là em mua cái áo phông như thế này. Đây này, em mặc này, đẹp không? Đẹp. 49.000. Cái gì cơ? Bao nhiêu? 49.000. 49.000 á? Giật mình chứ eo ơi này, mà chị nhìn thấy em mặc dáng đẹp không? Mặc Vừa đẹp đi mà. nhận ship thêm hai Nhưng cái xem nữa. cái chất nó có ra cái hồn gì Thì không. điểm sao ấy, chất nó phải đẹp đấy mới mua, chất thun tăm này đẹp không? Chất này có giãn mặc ma đấy. Mà co giãn như thế này cơ mà, thấy chưa? Mà chị nhìn này, chị em mặc lên nhá, nó che được cái bụng của em chứ bình thường bụng em to vãi chưởng à. Thấy chưa? Mà thả áo xuống có thấy bụng đâu? Cái dáng này nó dáng kiểu xuông xuông thụng thụng nhở, Mà mặc dáng dễ kiểu chịu. đuôi tôm ấy, đấy, đang che năm nay đấy. Được được Mà được, cổ là cổ polo như này á, nhìn mặc lên nó gọi là cái kiểu gì nhỉ? lịch sự Lịch sự này. không? Lịch sự mà mặc đi học đi làm đi chơi đi đâu để được còn Đẹp gì. thực sự, mà mặc quần short, quần dài, quần ngố hay chân váy đều đẹp nhỉ? Đúng chuẩn luôn, Eo mặc ơi cái thực này dễ sự chịu. luôn ý, rẻ ơi là rẻ. Thế nhưng mà mày mua ở cái chỗ nào mà sao nó rẻ thế nhở? Chị cũng thích mua à? Thế em chỉ cho nhá, vào Hay cái là giỏ. để lại cho tao cái kia. Không không không, lên giỏ hàng màu vàng góc trái màn hình, bấm vào đây mà mua, người ta làm sai 95 cân cơ.